làm sao khi khác đôi, gió trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù riêng khỏi đi tù. Tuyệt tác, tuyệt vời, tuyệt tôn, tuyệt tự, tuyệt nọc. Trời ơi, lâu lâu làm được bài thơ mừng quá, nói hợp cái tiệc giống luôn á. Em là cô gái biết là thôn, đôi tám tròn trăng lắm kẻ già. Minh ơi Minh, em đi dự party đó nha. Minh ở nhà Minh giặt đồ cho em đó. À với lại cái áo mà linen của em á, Minh phải giặt bằng tay, ok? Đừng có giặt bằng xà bông giặt đồ, à, xà bông gội đầu của con á. Với lại Minh lau nhà đi. Em đi em thấy cái nhà rít lắm rồi nha. À mà con mua mấy thố gà ác cho tối em về em bồi dưỡng. Minh, trời ơi Minh có nghe em nói gì không? Biết rồi. Biết cái gì? Minh à, em đi party đó nha Minh. Minh ở nhà Minh giặt áo giùm em nha Minh. Giặt bằng xà bông tắm của con đó nha Minh. Minh à, Minh lau nhà nghe Minh. Chân em đi rít lắm rồi. Minh à, Minh mua mấy thố gà ác tìm thuốc bắc nha Minh. Tối em về em mệt em ăn hết. Ủa sao hay vậy? Trời ơi, anh thuộc bài hết trơn rồi. Bây giờ anh mới biết tại sao thôi của anh bốc mùi rồi đó. Mùi gì? Trời ơi, mỗi lần anh làm thôi em cứ quăng ba cái mùi xà bông giặt giặt đồ nè, quăng ba cái gà ác tìm thuốc bắc vô không bốc mùi sao được. Minh, Minh rảnh không em mà? Minh đi làm về sớm hơn em, làm chút xíu công chuyện nhà không được hơn sao? Trời ơi, đi làm việc bên ngoài đó cực khổ lắm rồi, không lẽ Minh còn bắt em giặt đồ nấu cơm nữa? Phải rồi, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn em sống tàn tạ để Minh đi với người đàn bà khác phải không? Minh! Vậy? Trời ơi, có nghe em nói gì không? Biết rồi. Vậy? Minh! Mình đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Mình muốn mau tàn tải đi với dân bạc khác phải không? Sao hay vậy? Thuộc bài rồi. Em à, nói nghe nè. Em cần phải cho anh có thời gian để anh thực hiện những ước mơ riêng của mình nữa chứ. Trời ơi, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng mà mình còn muốn cái gì nữa Minh? Anh đâu có ước mơ cao sang gì lắm đâu. Anh chỉ ước bên trở thành một đại thi sĩ. Trời ơi, trời! Vậy? Làm gì vậy? Muốn xỉu. Em không được xỉu. Mỗi lần anh nói làm thơ em xỉu làm sao? Thái độ em vậy là sao? Trời ơi Minh ơi, em biết là bấy lâu nay anh muốn làm thơ, nhưng mà thơ của anh đặc kỳ quá, anh đâu có đặc đâu. Toàn là thơ ăn cắp không à. Anh cấm em nha. Anh cấm em không được dùng hai chữ ăn cắp nha. Em phải dùng hai cái chữ là tu chỉnh văn thơ. Thơ của người ta, anh lấy anh sửa khúc cuối, anh sửa dồn lên khúc đầu trở thành thơ của anh. Hả? Thấy không? Trời ơi em ơi, nói nghe này, để cho anh làm thơ đi. Trời ơi Minh. Gì? Thơ bây giờ người ta đó thực tế lắm. Thực tế? Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà. Minh biết không, thơ thực tế là sao? Thí dụ như là ôi tiệm nail hôm nay sao ế quá. Gì? Phải cúng thần tài thì khách mới vô. Trời ơi sao thơ của em toàn mùi aceton không vậy? Trời ơi, thơ em làm nó tiệm nail thì phải nghe mùi aceton chứ sao? Vậy mới là thực tế. Nàng thơ sẽ xuất hiện khắp nơi. Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà của chúng ta. Ví dụ như sáng sớm anh làm gì nè? Sáng sớm anh giặt đồ. Anh giặt đồ phải không? Anh giặt đồ là phải có xà bông, phải có bọt phải không? Đúng rồi. Làm thơ. Giặt đồ cũng làm thơ. Chứ sao, thực tế nè. Từng bông bóng dở như tình tá tan dở. Trời ơi. Nhìn tháo nước đục ngầu mà lòng ta quặn cơn đau. Trời ơi hay chưa? Sao thôi của em nhức nhọt vậy? Trời ơi, thực tế xà bông nó phải nhớt chứ sao Minh? Trời ơi Minh ơi, em nói Minh nghe. Còn thực tế hơn nữa nè, sau khi giặt đồ Minh làm cái gì? Chiên cá. Chiên cá. Em đừng có nói chiên cá cũng làm thơ được nha. Thì đúng rồi. Trời ơi, chiên cá cũng có thể làm thơ. Sao? Từng giọt mỡ bắn vào giá khiến hồn ta băng giá. Trời ơi. Hai mắt cá mở xoe tròn soi thấu cả tâm can. Trời ơi. Thơ của em sao tanh trình vậy em? Trời ơi, thực tế cá nó phải tanh chứ sao. Bây giờ Minh muốn thơm phải không? Em cho thơ thơm. Sao? Bây giờ sau khi chiên cá Minh làm gì? Lau nhà. Lau nhà cũng có thể làm thơ. Lau nhà cũng làm chứ thơ. Chứ sao? Sao? Nền gạch bóng loáng thơm thơm nha. Thơm mùi nước phai son. Ừ. Anh hít một hơi dài để tưởng nhớ hương tóc em. Trời ơi. Trời ơi, anh nghe nội hai câu này thôi anh kiếm một đống tiền bảo trợ rồi. Ai bảo trợ?
tiền quảng cáo cho nước lau nhà. Trời ơi, dạo tôi làm sao thực tế quá. Em hay lắm. Thực mà. Tế chơi trẻn đến độ trần trụi luôn vậy đó. Anh nói nghe nha không? Thơ thực tế như em á, anh phọt ra chứ khỏi cần làm. Thái độ em vậy là sao? Mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy thì bây giờ anh chứng minh đây. Chứng minh đi. Anh sẽ làm một bài thơ tả về cuộc đời làm chồng của anh ở trong căn nhà này nè. Nghe nghe không? Ở xứ Mỹ đàn ông buồn quá nhỉ. Tại sao buồn? Sáng đi làm, chiều rửa chén, tối nấu cơm, cực như con chó. Dài 3 năm chắc chắn sẽ vô hòm. Làm vậy sống gì nổi trời. Tiền bảo hiểm ông tính sao, ông tính sao? Cuối cùng bà cũng lạnh. Trời ơi hay quá, thấy chưa? Thấy chưa, thực tế là vậy đó. Anh thấy không, hễ ở đâu hả có cái hòm là thấy bảo hiểm. Mà hả thấy bảo hiểm là thấy cái hòm. Trời ơi. Anh thấy chưa? Em mà, nhưng mà anh nói nghe nè, anh không có thời gian làm những bài thơ thực tế như em muốn. Trời ơi Mình làm gì mà không có thời gian chứ. Không có thời gian là em nè. Sao? Trời ơi, làm chức trợ lý giám đốc á, cực khổ quá, mình tưởng em sung sướng lắm sao? Em làm trợ lý giám đốc hồi nào anh không biết. Thì giám đốc là bà chủ tiệm nail. Còn em là phụ tá gì bà, em là trợ lý giám đốc. Trời ơi. Trách nhiệm của em ở tiệm nail cực lắm, mình tưởng hả? Sao? Sáng em phải dậy sớm hơn ai hết trơn á. Ra mở cửa tiệm, xong rồi vô clean up everything. Xong rồi em cho con bà chủ ăn sáng. Xong cái em đưa tụi nó đi học. Xong rồi về em ngồi em giũa tới tối luôn. Đợi mấy bà thợ kia về hết em mới được đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ bộ. Ủa sao giống người ở vậy ta? Không có. Nói em làm việc vậy cực khổ lắm. Thành ra bây giờ anh cần thời gian làm thơ. Em thì đỡ cực khổ. Giờ anh quyết định nha, mình nhờ tới Oxin. Oxin là ai? Là một người con gái. Con gái mà tên Oxin? Tức là con gái Nhật Bổn. Gì? Mình, trời ơi! Vậy là mình lén lúc em mình qua lời với con nhỏ Nhật Bổn nào phải không? Bà nên! Ở đâu mà rồi ra nhỏ Nhật Bổn vậy bà? Thì con gái tên Oxin. Oxin là người ở đó bà nội. Mướn người ở đó biết không? Anh nói nghe nè, mình mướn người ở về đỡ cực. Không có Oxin, Oxin gì hết trơn á. Sao vậy? Rồi tiền ai trả? Ông còn nhớ cái phương châm của tôi không? Nhớ. Nói. Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là tiền của em. Đúng vậy. Anh nói nghe, không bao giờ anh đụng chạm tới tiền của em. Kể từ ngày hôm nay anh hứa với em là anh sẽ không hút thuốc, không đánh răng, không cạo râu, không đi tắm để dành tiền mướn Oxin. Sao em bịt mũi? Ông đừng làm quá thì tụi nó ngủ với ông cống. Không. Có tắm mà không có tắm với xà bông. Có đánh răng mà không có đánh răng với kem để dành tiền mua mướn Oxin cho em. Nhưng mà nói đi nói lại anh, ông cũng đòi mướn Oxin là ông có ý đồ gì vậy Minh? Mình mười mấy năm trời chung sống với em, anh đã tận dụng hết sức lực và tài lực để chống đỡ em rồi. Ngày hôm nay còn sót lại chút hơi tàn thôi thớp sống qua ngày, anh đâu dám đem ra xài phung phí. Ông nói đúng đó. Mười mấy năm nay ha, tôi nghĩ tôi xài ông giống cái đùi vẽ rách lau nhà. Có con nào nó nhào vô cũng hốt nó đem giục thôi chứ làm cái gì. Trời ơi, tôi có còn là người nữa hay không? Hay là tôi là cái nùi vẽ đội lớp người? Thôi Minh ơi, Minh đừng có than thở, em động lòng rồi đó Minh. Thôi bây giờ vậy nè, em quyết định là em mướn Oxin. Mướn Oxin phải không? Nhưng mà để cho em phỏng vấn nó em mới chịu à nha. Làm hẹn với nó đi. Khỏi hẹn em, chút xíu nó ra em phỏng vấn nó giùm anh nha. Cái gì? Ôi trời ơi. Nó đang đi trong tham quan. Trời ơi mình. Ông dẫn nó về nhà rồi hả? Không có, anh nói nghe nè. Anh hẹn nó trước xong cái anh hỏi ý kiến em sao. Trời ơi, anh chịu cái anh lôi đầu nó ra. Trời ơi, trời ơi, ông nói tôi chi nữa. Trời ơi, ông đem nó về nhà rồi, chắc ông làm cho nó có bầu rồi. Ông đặt tôi vô chuyện đã rồi, rồi ông dẫn nó về nhà ông ở luôn. Cái mẹ con tôi chết cho rồi. Ôm sầm quá đây. Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giọng chua như là giấm vậy à. Ôi trời ơi, cao dễ sợ, hai vợ chồng như cái thánh vậy, chịu nổi không? Trời ơi, không mà cái mặt thì đẹp như cô thánh mà lúc bị ung thư. Em nghĩ sao nhà có cách mà sùm có tôn trọng nhau là sao vậy hả? Thôi bây giờ tôi tham quan tự giờ trong nhà tôi cũng biết ngõ ngách rồi. Nhà nhỏ như cái lỗ mũi ở gì mà tưởng mũi ở không à. Rồi thôi ngồi xuống đi, bàn trực tiếp với công việc đi. Đó, bàn với nhau đi. Đó, tôi mời ổng chứ không phải mời bà. Sao mà vô duyên quá đàn bà. Lớn tuổi rồi mà không có duyên chút nào hết trơn rồi. Bây giờ nhà này là thôi cũng được, nhỏ thì tôi đỡ phải là dọn dẹp. Mà tôi chỉ lo hậu sự về sau thôi. Sao vậy cô? Nhà này có người chết là sắp yên ra nè. Thôi
Con sao cô nói vậy con? Trời đất ơi, phải nói thôi, tại vì con người ta sống ai không chết. Trời, nhiều khi bắt đắc kỳ tử làm sao trở tay cho kịp. Lúc đó là đỡ khoét cửa rồi này nọ kia nó xình mẹ rồi. Thấy không? Đó, thành ra là phải tính cái chuyện đó. Mà nếu tôi chịu chấp nhận làm trong nhà này thì phòng của tôi ở đâu? Ủa phòng gì cô? Trời đất ơi, tôi phải ở riêng chứ tôi ở trong chung với ông tôi cắn lưỡi tôi chết mẹ nó cho đầu đi. Thôi mà phòng tôi phải có master bedroom nha. Cô ơi, bây giờ nếu như cô đồng ý làm việc trong gia đình tôi á, tôi sửa cái phòng làm việc của vợ tôi lại cho cô ở nha. Em không chịu. Ê bà có thẹn với tuổi tác bà không bà? Ê bà, người đàn bà có tuổi rồi nha. Bà làm gì thế ghê mấy em không chịu. Làm mà rúng động cả tâm tư tôi à. Trời đất ơi, nghĩ thì sao vậy? À, bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm, tao không có thời gian đâu nha. Đứa nào làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm nha, hội ý lại đứa nào làm chủ. Dạ vợ tôi. Trời đất ơi, vợ anh hả? Dạ. Cha này hèn dễ sợ, đứng dậy coi. Bởi vì con người của anh sống giữa xứ văn minh lịch sự mà sao anh không có tốt với đàn bà, mặc dù vợ mình có già mà cũng là vợ của mình chứ. Sao đối xử tàn tệ vậy? Ê, dạ. Em xin lỗi chị bước xích ra đây, em xin lỗi chị. Dạ chị xin lỗi, chị bao nhiêu tuổi à? Chị 300 tuổi. Trời ơi, chị đừng nói với em chị 30 tuổi. Dạ. Dạ đúng rồi con. Trời ơi, bà này bà nói giá nào trả cũng dính. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Dạ. Chị em xin được giới thiệu, chị em tên là Hằng. Còn chị what's your name? Tôi tên Thảo. No, người ta hỏi what's your name chị phải trả lời my name is Thảo. Không có chuyện tôi tên Thảo là mất lịch sự. Làm lại, one more please. What's your name? My name is Thảo. Yeah, good girl. Ê quên, good man. Lộn. Trời ơi, dễ thương ghê chị ơi. Thì em rất là phóng khoáng. Em nói cho chị nghe, chị có thể hút với em điếu thuốc được không ạ? À, dạ không cô. À, chị không hút thuốc, chắc chị uống thuốc hả chị? Thuốc gì? Thuốc lắc. Không có cô. Đúng rồi, phụ nữ đừng nên xài hai cái thứ đó. Chơi hai thứ đó là mất nửa đời người. Đó, mà không chơi hai thứ đó là mất nguyên một đời luôn. Tôi là tôi thích vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm. Trời ơi, làm thơ giống anh kìa mình. Tôi bạn ông mà, tôi biết ông nhà thơ mà. Dạ. Vô tặng hai câu xã giao vậy thôi. Dạ. Dạ, công nhận em nhìn chị mặc đồ là em biết chị là coi như là thuộc hoàng thân quốc thích rồi đó. Ủa sao cô nói vậy? Vợ nhỏ Saddam Hussein phải không? Không dạ. Có cô, vợ tôi. Nó mặc đồ đẹp lắm, mặc y chang bên kia. Tôi tưởng bệnh quánh quá, bà chạy qua đây chứ. Tưởng, ủa sao ông đi rồi mà bà chưa đi nè. Vậy vợ ông, xin lỗi lộn. Nhưng mà đúng rồi, phụ nữ có tuổi phải mặc đồ vậy là tại vì chị biết sao không? Tuổi của chị bây giờ, chị biết chị đại diện cho con gì không? Con gì cô? Khô cá đuối. Là sao? Là tại vì khô cá đuối nhìn nó vậy đó, tưởng ngon lành ai dè đem lên lửa cái xé cái rách. Đúng rồi đó cô. Mấy cha nào nhậu là biết liền khô cá đuối này vậy đó. Dạ. Còn chị biết tôi là thuộc dạng gì không? Dạng gì cô? Con raw fish. Là sao? Giống thiệt. Raw fish đó, lúc sống thì nó tươi mà lúc nướng nó cũng đỏ lòm đó, thấy không? Mắc lắm đó cô. Trời ơi, 8 đồng mấy một phao đó. Mày nghĩ đi, nguyên một con raw fish này mày ăn loài hỏng mày luôn chứ bây giờ đâu. Trời ơi, tao là đồ đắt tiền đó. Đồ hiếm ở Mỹ đó nha. Thôi bây giờ nói chung là em nói hết rồi. Bây giờ chị có cần thiết những cái gì thì chị cứ hỏi em đi chị. Dạ. Tôi muốn hỏi cô á, có kinh nghiệm gì? Ôi cha, xin lỗi. Chị không chịu được mùi thuốc phải không? Dạ, chị cũng phải chịu tại vì tôi phải hút thôi. Dạ. Cô bao nhiêu năm kinh nghiệm vậy cô? Tôi 3 năm kinh nghiệm và đã trải qua 6 đời chồng. Hả? Cái gì? Lộn, 6 đời chủ. Lộn mấy chữ chờ lộn. Tôi sẽ kể cho nghe là tại vì sao? Tại sao tôi lại trải qua coi như là 6 đời chủ? Dạ. Tại vì tôi rất là khó tính. Tôi ở mà tôi thích tôi mới ở, tôi không thích tôi không ở. Hả? Tôi xin lỗi, mình ở có license nha. Hả? Mình là người quốc tịch rồi nó khác nha. Là sao? Ở mà 2 năm nó khác, 10 năm thẻ xanh nó khác, chờ approve thẻ xanh nó khác. Trời ơi. Thành ra mình có license, mình có quyền chảnh vậy đó. Thích thì ở, không thích đi vậy đó. Dạ. Thành ra là mình sẽ kể cho các bạn nghe là vì sao mình trải qua 6 đời chủ. Hai người ngồi đi. Dạ dạ. Khát nước không? Dạ khát cô. Khát thì tự lấy uống đi ha. Tại vì trong nhà này tôi cũng chưa biết nước để đâu đó nha, thông cảm. Coi như là nói như vậy. Người chủ thứ nhất của tôi, tại sao tôi ở? Trời ơi, ông ta phải công nhận là đẹp trai giàu có dễ sợ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi là nhìn tôi đi, tôi quá ướt át đúng không? Dạ. Mà ông nội này biết gì ông cũng biết, mà biết điều chả không biết. Sao lạ vậy? Trời đất ơi, tôi nó bao nhiêu người tôi cần, chả lãng mạn, chả không lãng mạn, chả lãng nhắc thì quá nhiều. Ướt át thì phải đi đâu với lãng mạn, chả không đi chung tôi làm sao tôi sống nổi. Dạ. Thế là tôi quyết định dứt áo ra đi. Cái tới đời chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai của tôi, trời ơi, cái bà này được nước bà già mà bà thêm nước khó tính nữa chứ.
Thôi làm sao ở, mẹ già mày đặt khó tính. Làm sao? Thôi mà bù lại cái trò cháu đẹp trai quá. Hả? Mà ở đời thường thường nó đi xăm đôi hở đẹp trai cái đi đôi với Sở Khanh. Trời ơi, Sở Khanh quá em chịu không nổi, em không chịu đựng nổi nữa, sức người có hạn mà, đúng không? Dạ. Lụ đạn mà còn tiếng nổ nhỏ, tiếng nổ lớn mà, đúng không? Dạ. Người làm sao chịu nổi. Trời ơi, thế là em dứt áo ra đi. Ra đi. Nó nói Sở Khanh em không chịu được. Trời, thế là trở qua người chủ thứ ba thứ tư. Dạ sao người con? Chủ thứ ba thứ tư, trời ơi, đặt tuyệt vời, không có gì hết trơn, mà phải công nhận mấy con mẹ đàn bà này ưa ghen là mấy mẹ đàn bà này nè, chỉ thẳng ở trong mặt luôn nè. Nghĩ sao ghen chồng mình, ví dụ người ta mượn người ta xài chút ta trả làm dữ vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ nó có bệnh hay chạy rồi thì tiếp xúc thuốc cho nó thôi. Đúng rồi. Thế không anh? À. Bây giờ em nói anh nghe, con mèo nó muốn ăn dụng mà con chó kêu rình hoài sao ăn? Sao ăn? Nếu ăn không được thì ở làm mẹ vậy? Đúng rồi. Em dứt áo ra đi. Phải nghỉ thôi. Thế nào chạy qua đời chủ thứ ba, thứ tư. Dạ. Trời khổ lắm, chưa đâu tới đời chủ thứ năm. Em quyết định rồi, không ở với châu Á mà em đổi sang châu Mỹ Latin. Trời. Chết cha trời ơi. Em ở với người nước ngoài. Em tại vì em thấy người ta sẽ phóng khoáng dễ chịu hơn, là tại vì em rất là tự tin cái trình độ sinh ngữ. Em có học ESL nha. Hả? Em học chỗ đó dữ lắm à. Mà em không biết cái chỗ ESL nó dạy em có lộn không, mà em nói nó không hiểu. Chết cha. Em nó không hiểu, em đâu có vừa bắt đầu em quơ phần trên anh. Em quơ phần trên nó không hiểu, em chân luôn phần dưới. Trời ơi. Cuối cùng em quơ toàn thân luôn. Trời ơi, em quơ rơ rồi mà nó cũng chưa hiểu nữa. Trời ơi, con người ta sức người có hạn nữa anh. Dạ. Em đành dứt áo ra đi. Trời. Đi nữa. Tính người chủ thứ sáu của em. Trời ơi, ông này tuyệt vời, không có vợ theo rình luôn. Tôi muốn làm gì làm mà ngạt nổi chả không còn cái răng nào hết. Trời. Ủa cô ơi, không còn răng, họ đâu có ăn nhập gì đâu cô. Sao không ăn nhập, mẹ bà không có răng lấy gì ăn cơm, mà tôi thuộc dạng dừa dày cơm mà. Trời ha. Đúng không? Tôi để ở đợi cô đi kiếm trai vậy? Hai thứ luôn cô. Trời ơi. Tại vì em rất là thật lòng, em rất là thực tế, là tại vì sao? À, tại vì cái cuộc sống nó phải đi đôi với tình yêu. Dạ. Phải có tình yêu thì cái cuộc sống mình làm việc mình mới hưng phấn được. Dạ. Tôi không có giấu mấy đứa kia mày đặt làm cái em cứ làm, cứ làm. Không, em làm gái, em nói làm gái vậy. Ê, gì cô? Trời, mình à, mình thật lòng mà ta tha thứ. Vậy thôi. Cô ơi, vậy cô thấy gia đình của tôi sao cô? Được, gia đình này được, tôi thích, mà nếu tôi làm thì trả lương tôi nhiêu? À, 500 được không? Vậy. 600. Vậy. 800. Quá. 900. Lương bạn nhiêu tháng? 2008. 2008 vì tình người phụ nữ với nhau, hai đứa cái gì cũng có với nhau, lấy 2500. Trời ơi, mắc vậy cô? Còn 300 tôi lấy gì tôi ăn? Ăn giống gì ăn dữ vậy? Bà 300 bà ăn gì? Bà ăn nhiều tôi hút mỡ hả chị? Bà ăn chi cho dữ thằng ôn gì? Bà ăn chi nhà hàng sang trọng, bà ra Food to Go mà mua 1 đồng ăn từ sáng tới chiều kìa. Trời đất ơi, gái lưới ăn chi cho nhiều. Tôi lấy về là lương tâm của tôi, là tôi có lương tâm lắm. Cái ông kia ông mướn tôi 3000 mà tôi chưa làm. Trời. 140 bộ đồ hiệu, muốn hiệu gì cho hiệu đó. Son phấn là toàn mắc tiền tôi. Estée Lauder, Chanel, Dior, Seattle. Vậy mỗi lần đánh mặt phải qua tiểu bang Seattle hả? À? Cái lộn Seattle. Nói lộn. Ta lộn tiếng Anh lôi lúc nó bị béo béo vậy thôi. Dạ. Yeah. Hiểu không? Dạ. Hàng tháng hả, ngày lễ ngày Tết không cần phải làm, cho tiền đi về quê nghỉ luôn, mà đi rất là ngon lành. Đi bằng máy bay phải không cô? Ừ, máy bay ai cũng đi rồi. Đi chứ đi bằng gì? Xe đầu hoàng. Hả? Trời ơi, một mình tao một chiếc xe đầu hoàng, có cái ổ bánh mì với chai nước nữa, tao ăn thấy bà nội luôn. Trời ơi. Nó bắt bằng Thiên Nga coi từ sáng tới chiều luôn, bây giờ chuyên cái mặt đồ nào tao thuộc hết luôn. Cô ơi, nhưng mà sao cô lấy tới 2500 lần cô? Trời ơi, 2500 ngàn là bé bị xích. Còn 1000 là trợ lý việc nhà, 500 kia chích thuốc ngừa đó ông nội ơi. Ngừa gì? Ngừa bệnh chứ ngừa gì? Bệnh gì? Cha nội là lãnh tháng 650 nè. Ờ, đâu có. Mày làm gì? Si khờ người già nè. Ờ, không có cô. Sao không có? Cái mặt mới còn hai mấy, người ta gớp mà 70-80 tuổi nhìn già quá hả? Trời, lâu 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 không có bà nhà, ông ba vô ông cắn tôi rồi tôi phải chích thuốc ngừa chứ. Cô ơi, vợ chồng tôi cũng rất là thích cô. Vậy cô có thể bớt giá chút đỉnh được không cô? Bớt là nhiêu lận? Tùy lòng hỏi tâm đi. Vậy thôi xuống 1000 đi. Hả? Sao bớt dữ vậy cô? Xuống lẹ vậy? Ờ, tôi thích. Ờ, tôi thích là tôi vậy, tôi ở, tôi thích là tôi bớt vậy đó. Với lại tôi thầy trong nhà có người bệnh nè. Đó, tôi bớt vậy thôi. Với cái nhà này nó sao sao á. Ở nhà mình sao sao, người ta thích nè. Sao sao vậy cô? Nó không biết sao sao, không biết vậy thích đâu bây giờ. Sao sao? À, bây giờ lấy giấy viết ra đi. Dạ, chi vậy cô? Để mà kê khai tài sản mình bán cho nó dễ. Vậy? À, lộn, à, kê khai tài sản để tôi bố trí công việc một cách international. Hả? Professional. À, đúng rồi. Cái gì có nồ là quốc tế rồi, mệt quá. Là nồ rồ hay là in gì cũng được, ghi vô đây. Rồi. Có cái máy giặt không? Dạ không. Có máy rửa chén không? Dạ không. Hút bụi? Dạ không. Vì nhà có cái giống chó gì? Cô ơi, nhà tôi không có nuôi chó giống. Trời đất. Vậy mà không chịu bệnh đó, trời ơi. Trời ơi. Vậy mà chưa chịu đi lãnh tiền nữa, chịu nổi không? Cô ơi, nhà tôi có cái tủ lạnh. Có tủ lạnh? Dạ. Có tủ lạnh để dành ướp xác hàng bà anh chị. Nguyên cái nhà mượn có cái tủ lạnh một, và bà nghĩ sao bà đàn bà là không mua được gì trong nhà, thì bà có thẹn không bà?
bà bởi vậy có bà, mà tôi nói thiệt, mà tôi nể bà có tuổi chứ bà bằng tuổi tôi quánh mà từ đó giờ rồi tôi thôi. em ngon lắm anh, em vô côn lắm. Dạ mà có cái bồn tắm massage không? Ủa sao cô cần cái bồn tắm massage chi vậy? Là tại vì em hay tắm đêm. Tắm đêm? Em tắm ngay giờ ngựa không à? Ngựa giờ ngọ hả? Ngọ là anh trai, còn gái là giờ ngựa, hiểu không? Dạ. em tắm phải 3 tiếng đồng hồ á, phải có phòng có massage. Em những khi em chán em nhảy ra người ta đuôi mắt á. À đúng rồi. Dạ em hiểu rồi. Bây giờ tôi nói cô nghe nè. Sao? Cô ráng làm trong gia đình của tôi đi. À. Tôi hứa với cô tôi sẽ sắm sửa rồi đồ đạc đầy đủ hết. Nhớ nha. Rồi dạ. Bây giờ trong thành phần gia đình được mấy người con? 2 đứa con. Hai đứa lớn mấy tuổi, đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa 2 đứa 4. Đứa mấy? 2 tuổi 4 tuổi. Đứa 2 tuổi, đứa 4 tháng. Rồi còn làm lượt, hàng chi không có tiền mua đồ, đúng rồi. Rồi đứa lớn tuổi gì, đứa nhỏ tuổi gì? Đứa lớn tuổi Dần, đứa nhỏ tuổi Thân. Rồi hai đứa này tuổi gì? Đứa này tuổi Tỵ, này tuổi Hợi. Dần Thân Tỵ Hợi. 4 tuổi này cũng không kỹ lắm đâu, chết thì chết chùm thôi. Hả? Tâm nó là sách số. Sách số rồi, nó là sách số rồi. Nó là sách số rồi đó. Nếu mà 5 đứa ở thì kim mộc thủy quả thổ, kim mộc thủy quả thổ. Ê, bà làm neo phải không? Đúng vậy. Trời ơi, bữa nay bên bà làm nhiêu bộ ạ? 25 đồng. Trời ơi, nó làm tôi 35 đồng là sao bà? Chỗ này bữa nào qua làm free cho. Tôi nhớ nha. Bạn bè mà. Tôi nói nhỏ em ở bên Nhật nó mới qua chơi. Rồi 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 nha. Tôi thích ra cái đường sinh đạo mà ngắn quá. Sinh đạo là cái gì? Là đường này nè. Đường này là đường gì? Đường sinh đạo nè. Là đường gì? Là cái đường sinh đạo nè. Là sao? Là nằm đây sinh đạo, nằm đây sinh đạo, người ta nói vậy đó. Rồi là sao nữa? Rồi bà ngắn hơn của tôi. Là sao? Là tại bà lùn tôi cao, bà vô diếm à. Rồi sao nữa? Sao nữa cô? Bỏm á. Là bà ăn gái hồi thôi, coi bói cái là nhầm à. Cái hỏi tới mẹ này bởi nhiều chuyện bà bằng phủ quánh từ giờ rồi. Đừng có hỏi nữa, tôi bực mình lắm. Bây giờ nghe hỏi nè, nghe để tôi biết cái tâm lý của con nít để mà tôi chiều theo nè. Để bé bị xích nó là khó, phải đơn giản đâu. 2 tuổi với 4 tháng là coi như nó đã tự clean up, nó tự tắm rửa, tự ăn uống, tự nấu đồ ăn được chưa? Chưa. Tại sao chưa? Dạ, sao không chưa? Biết cô. Trời ơi, cơ như vậy là bất bình thường rồi chứ tại sao? 2 tuổi 4 tháng chứ đứa 4 tháng tôi trách đứa 2 tuổi. Thôi, tại sao 2 tuổi rồi mà chưa biết nó phải là thằng anh, nó có trách nhiệm, nó phải lo cho nhỏ em, nó phải tự nhiều khi hâm đồ ăn, ba còn quê nướng đồ ăn cho em nó ăn. Nó không làm được điều đó là nó bị bại liệt rồi. Hả? Em ơi, con mình bị bại liệt. Đây nè. Dạ, con bị bại liệt. Con bị bại liệt. Bà nói bà phải giơ tay cái người lịch sự người ta đang nói. Bà cãi cái gì? Bà đã trải qua 3 năm kinh nghiệm và 6 đời chồng như tôi, quên 6 đời chủ như tôi chưa? Dạ. Bà đã từng chăn 30 đứa bé bị xích như tôi chưa? Dạ chưa. Bây giờ 30 đứa nó khóc một lượt, anh làm cái gì cho nó nín? Không sao? Biết. Làm sao làm được, chỉ có tôi thôi. Cô làm sao? Tôi cho nó uống thuốc lắc. Hả? Trời ơi. Ở 1 tuổi cho 1 viên, 2 tuổi cho 2 viên, tùy theo độ tuổi. Trời ơi, nó lắc một hồng nó mệt, nó ngủ không đứa nào không nổi. Trời ơi. Dám làm không tôi không? Thôi, giỡn chơi hả? Đó, thành ra đừng có cãi tôi. Dạ. Muốn nói gì giơ tay tôi mới cho. Bây giờ vậy, 2 đứa nó đã biết nói chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Thì không biết nữa cô. Vậy là bất bình thường rồi. 2 tuổi 4 tháng, cái đứa 4 tháng ta không trách đứa 2 tuổi nữa nè. Đứa 2 tuổi quá đáng trách rồi. Tại sao vậy? 1 tuổi là phải nói rồi. Má tôi nói lúc tôi mới phóng ra tôi nói liền. Nói xong gia đình tôi bỏ chạy, tưởng tôi yêu tinh đội lớp người. Hả? Thiệt, nhưng mà cái đó mới là bình thường. Còn mà 2 tuổi chưa biết nói có nghĩa bị câm rồi. À, trời ơi mình ơi, con mình bị câm rồi. Thôi. Cô ơi. Vậy, dạ. Nói đi cho ý kiến, nói đi, đúng rồi. Cảm ơn. Ừ. Tao không nói mà tao chửi mày con quỷ. Ủa anh ơi, con tao còn nhỏ xíu à, nhà tao không đủ tiền, tao mới muốn mày. Trời ơi, mày kêu mày vô mày đụng tới tao được, mày đụng tới con tao không được. Con tao mới 2 tuổi 4 tháng, mày bắt nó phải nói, mày bắt nó phải ăn, nó phải quỷ yêu như mày. Con quỷ cái, tức quá mạnh lên. Ê bà làm gì, bà làm gì, ê bà chơi gì, bà làm gì. Ủa, dạ tao ghim vô đầu mày cái. Ê mẹ này chơi vô chạy trời ơi. Ê em mà. Vợ chồng mình chơi quá kệ. Quá vô. Con này á, trước khi đi ở đợ nó đứng đường mà. Ê sao biết vậy? Em đứng ở ngoài đường bô xe. Mày biết. Con quỷ. Vừa ý ông chưa? Hả? Oshin á. Trời ơi, anh đâu có ngờ ra nông nổi như vậy đâu mình. Anh tưởng là kiếm được một người ở về lo cho em, lo cho gia đình. Ai về đâu gặp con này nó lạ quá em ơi. Nó lạ tới nỗi mà anh hoàng hồn chưa kịp nữa. Thôi hú hồn anh ơi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Tiền ai cũng ham hết á. Nhưng mà mình đẻ con ra mình phải có trách nhiệm với nó. Đúng không? Rồi. Bây giờ tôi bỏ chút xíu thời giờ. Ông bỏ chút xíu thời giờ để có trách nhiệm lo cho con cái, thực tế lo cho con. Trời ơi, ông cứ mướn người hoài, gặp người có lương tâm đỡ nha. Gặp cái con này hay con quỷ cái nó nuốt con mình hồi nào không biết đâu ông ơi. Thì đúng rồi. Ôi, em ơi. Trời ơi, con tiếng cứu hỏa. Con mình, con mình. Trước khi nó đi, nó đốt nhà mình không? Con mình đâu? Trời đất ơi, bây giờ bullet nó đang lùng tôi dữ lắm. Sao vậy? Bữa đó tôi ở trong Mỹ đen, tôi quánh 2 đứa con nó chưa biết sống chết. Trời ơi. Ráng là tôi trốn đây chút, đừng chỉ tôi đây nha. Trời ơi, em thấy chưa? Con Mỹ đen mà nó quánh còn bán sống bán chết. Đừng có nói chi tới con của mình. Bây giờ mình trừng trị con nhỏ này sao đây em? Trời ơi, tuần trời hả? Nắm đầu giao cho cảnh sát chứ sao? Quyết định là như vậy để trừ hậu quản cho mọi người. Đúng vậy. Đi. Hai chồng giấu chút xíu chơi hèn đừng chỉ hả?
định đi lập công, xin lỗi tự thú, không để tôi tự thú đi, tôi cũng coi như trong lòng tôi cũng xót xa, cắn rứt lắm rồi. Mệt, con người tôi cũng có lương tâm chứ bộ. Mệt quá, rảnh không, đứng đây coi. Làm gì? Kêu police cũng phải cho sang, chứ phải đứng police đâu. Police, come in, I'm here. Mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp, bắt nó lại. Trời ơi, đau. Ủa, trời ơi, không có gì không? Tới rồi kìa, bắt nó ra cho cảnh sát lại đó. Còn kỳ trình diễn của kỳ quan Lê Tính và Trang Thanh Lan đây là chấm dứt. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Liên à, Liên, Liên ơi, Liên, trời ơi, không có ở nhà mà để cửa ta nói tan quá thì giống như mời ta vô lấy đồ hay sao á, khổ ghê luôn nha. Con còn vợ mà sao nó tệ cái gì đâu á, lớn già đầu mà y như con nít vậy đó, dạy hoài không được, chỉ biết từ 1 tới 10 thôi. À, từng giờ tôi tử tôi đếm từ 1 tới 9 nó cũng không xuất hiện ra, tới 10 nó nghe chữ 10 nó mới xuất hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thấy không, tàn hình mất rồi. 10 dạ có mặt hiện hình. Trời đất ơi trời, phải bà không vậy bà đen? Tôi tôi hả? Ừ, trời ơi, nhìn một hồi cái kia đó, ăn mặc vậy nè y như con nít vậy, tôi tưởng bà 13 tuổi không á. Ủa, tôi 13 á? Trời đất ơi, trời ơi, có người nói tôi 11 tuổi á. Không dám đâu, thằng nào nó điên nó nói bà 11 tuổi vậy. Đâu 11 tuổi thiệt mà. Không dám đâu chị Hai, chị có chồng rồi. Chị Hai ơi, làm ơn đi, khôn ra giùm tôi chút xíu đi. Làm gì nãy giờ ở dưới bếp mà tôi kêu quá trời không ra hả? Đâu ở dưới bếp đâu. Chơi đâu? Ở ngoài bờ ao á. Làm gì ngoài bờ ao? Tắm con gà. Gì? Tắm con gà? Ừ. Thấy chưa? Thấy nó ngu chưa? Gà mà nó tắm. Đừng có nói với tôi là tôi kêu làm con gà từ sáng tới giờ chưa xong nha. Chưa xong. Chưa xong? Ừ. Nè, tôi đã nói là làm gà phải nhúng nước sôi, có nghe rõ không? Có. Có hả? Ừ, vừa ôm con gà vừa đi, làm gà phải nhúng nước, ra tới bờ ao quên. Sao? Chữ sôi. Quên chữ sôi hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. À, cái chữ sôi là cái chữ quan trọng mà bà quên. Trời ơi, bà không cho nó vô nước sôi làm sao nó chết hả? Hèn gì tôi nhúng nước, cái bà ngốc lên, tôi nhúng nước bà ngốc lên. Ai chết. Chết sao được, chết bà. Trời ơi, cái nước lạnh tanh nó phải ngốc đầu lên rồi. Rồi làm sao bà làm được con gà hả? Thì tôi đè bà xuống. Ờ. Cái tôi nhổ một cọng cái bà giấy đạch 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 đạch. Cái tôi nhổ thêm một cọng nữa cái bà giấy đạch 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 vậy đó. Cái tôi tức quá. Ờ. Cái tôi đè bà xuống vậy nè. Trời ơi. Cái tôi nắm một chùm lông tôi nhổ cái phật. Nắm nguyên chùm mà nhổ cái phật. Ừ. Cái bà cười sằng 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 sằng. Cái bà nhìn tôi say đắm đậu ơi. Gà mà nhìn nó say đắm. Trời ơi, nó đau quá, nó nhìn bà nó chứ say đắm cái gì. Vậy hả? Ờ. Đâu biết đâu. Rồi sao nữa? Thì tôi cứ giật 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 cọng cọng lông đuôi tôi giật cái phức. Cái bà nhìn nó chạy mất tiêu. Trời đất ơi. Trời, có con gà thôi mà để cho nó chạy hả? Trời đất ơi. Rồi bà có rước theo để bà bắt con gà lại không? Có sao không? Ờ, vậy là còn khôn á. Dĩ nhiên rồi. Ôi. Cả xóm này ai cũng kêu tôi khôn quá đó. Trời ơi. Trời ơi, xóm này kêu nó khôn. Nào kêu bà khôn, nó cũng khùng lắm rồi đó. Nè, bà rước theo rồi sao? Mà đậu ơi. Cái gì? Cái bà gà này á, con gái mà mắc nết quá đậu ơi. Sao mắc nết? Ở chuồng, ở trần chạy vòng ngông ở ngoài đường bà không biết mắc cỡ đậu. Bà giặt hết lông con người ta rồi, còn đồ đâu nữa mà mặc mà không ở trần ở chuồng. Vậy hả? Vậy gì? Bà giặt hết, bà gắn lên đầu bà kìa, bà thấy không? Bà thấy đâu? Bà đây nè, đây nè, đây nè, đó đó, y như là bà đi nhìn thấy không, thấy rõ ràng không? Trời ơi, vậy nè. Ờ, vậy nè, vậy nè. Cười gì? Nhưng mà đậu ơi. Cái gì? Tôi nói đậu nghe nha. Sao? Bà gà của mình á. Ờ. Thấy cái anh gà trống ở nhà ông Bảy á. Ờ. Cái bà mắc cỡ, bà làm như là bà chính chia vậy đó. Cái bà lấy cái tay bà che lại vậy nè. Che lại vậy. Ê, các bà kìa. Gà mà lấy tay che hai cái cánh của nó đó bà nội ơi. Thì hai cái cánh cũng như hai cái tay thôi. Ờ ha, hai cánh cũng như hai tay thôi. Ừ. Rồi sao nữa? Xong rồi, phải nhảy tùm xuống ao thôi. Đúng rồi.
con gà nó còn biết mắc cỡ, nó thấy nó không có cái gì hết trơn á, nó thấy gà trống nó quảng hồn, nó nhảy xuống nó che thân nó. Rồi bà có nhảy xuống để bà bắt con gà không? Có sao không? Tôi nhảy xuống. Bà nhảy xuống. Cái tôi chụp bà. Cái bà vuột. Cái tôi chụp một cái nữa cái bà vuột. Mà hình như đậu ơi, con gà này hình như bà tha lô tình nó đậu. Bà tha lô tình là gì? Lô tình là cái gì vậy? Hả? Bà kem đó. Trời ơi. Gà tha kem hả? Nó không còn gì hết trơn, nó xuống nước nó phải trơn chứ sao mà nó tha kem. Hả? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng tôi với bà gà giặt lộn với nhau. Trời ơi. 15 phút sau thôi. Tôi mệt quá cái tôi cởi đồ ra tôi tắm luôn. Hả? Bà cởi ra bà tắm luôn. Bà cởi ra hết rồi không mát sao được. Giữa trưa nắng gắt mà bà cởi hết đồ ra, bà định chiêu đãi cho cả làng cả xã này biết phải không? Đậu vậy đậu nói quá à. Giữa trưa thì cũng có người thấy người không chứ đậu. Có người thấy người không là sao? Là người ngủ thì không thấy mà người thức thì người ta thấy thôi. Đậu ơi, hình như cái người ngủ ít hơn là cái người thức đó đậu. Người ngủ ít hơn người thức. Tại sao bà biết? Tại vì tôi hợp xuống tôi bắt con gà. Xong rồi tôi đứng lên một cái, trời ơi đậu ơi, tôi thấy nguyên một rừng đàn ông nó nhìn tôi đậu ơi. Trời ơi tôi quê quá, tôi hụp xuống lại luôn. Hụp xuống, ngóc đầu lên, một rừng đàn ông nhìn nó. Tôi nói cho bà nghe, mấy cái thằng mà nó nhìn nó xấu lắm biết không? Nó xấu tánh lắm bà biết không? Đậu, cũng có người xấu người tốt cái đậu. Có người tốt sao? Ừ. Ai tốt? Có ông trường vũ sát bên nhà mình đó. Sao? Ông kêu tôi là đen ơi, mày lên đây tao cho mày mượn bộ đồ của vợ tao mày mặc kìa. Đó, ông tốt đó. Tốt quá. Không dám tốt đâu. Giả bộ đi dụ bà lên để nó nhìn bà đó, bà biết không? Ngu gì tôi lên. Đó, ít ra cũng còn khôn được chút xíu. Tôi đã nói với ông rồi mà, người ta nói tôi khôn mà. Thôi, mới khôn được chút xíu mày đặt hãnh diện. Như vậy là không có leo lên phải không? Không, tôi không có leo lên. Nhưng mà tôi kêu ông Trường Vũ xuống thôi. Hả? Thôi sao nó làm cho tôi bất ngờ miết. Không chịu leo lên mà rủ xuống. Trời ơi, rồi Vũ nó xuống nó làm gì bà không? Ông đâu có làm gì tôi đâu. Ông chỉ nói thôi à. Nói gì? Ông nói, Đen ơi, mày có nhột không chứ? Hồi nãy giờ tôi thấy mấy con cá nó rủ mà tôi thấy nhột lắm đó Đen. Ông nói vậy á. Ông nói vậy á. Thì ra không những người thấy mà động vật ao hồ cũng thấy hết luôn rồi. Trời ơi. Sao bữa nay chồng tôi nó giống con khỉ già dữ vậy trời. Mày ngu lắm mày biết không? Đâu đậu mất dạy dữ đậu. Trời ơi, bữa nay dám chửi tôi mất dạy nữa hả? Hả? Má tôi dặn là vợ chồng phải kêu bằng anh em, không thì kêu bằng tên. Đậu kêu tôi bằng mày, rồi đậu biểu tôi kêu đậu bằng anh. Té ra đậu là ngừ, còn tôi là con gà hả? Trời ơi, ngon quá. Bữa nay lý luận rồi nữa ha. Ba không đánh mày không được. Đứng im nha. Nhào qua tao đánh mày cho mày coi nha. Đó. Ngon ha, mắc nữa ha, mời vào phải không? Ha. Rồi bữa nay tôi không đánh bà, tôi là con bà. Đậu, tôi nói cho ông nghe nha, tôi là vợ của ông nên tôi nhịn ông đó. Cái cỡ ông hả, tôi đá một cái đó hả, ông lọt xuống sông á, ông ngóc cái đầu lên, ba má ông nhận ông không ra luôn. Được rồi, đứng im đó, tôi đánh bà cho bà coi nè. Dính cháu rồi. Chồng ơi, chồng ngủ cho ngon. Rồi, ngủ rồi. Thằng này nó ghiền ầu ơ. Để coi cái tướng nó ngủ coi làm sao nha.
tới giờ này tôi phát hiện ra chân lý rồi trời ơi. Chồng người ta ngủ như thiên thần, còn chồng tôi ngủ như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con quỷ hả? Con quỷ hả? Quá trời, dám nói chồng con quỷ hả? Đậu, đậu, đen giỡn rồi đậu, đen giỡn, đen giỡn. Đen giỡn rồi đậu, tha lỗi cho đen đi đậu. Biết lỗi chưa? Biết rồi. Khoanh tay lại. Dạ. Xin lỗi coi. Đen xin lỗi đậu à. Đi vô nấu cơm. Cái gì nấu cơm hoài à? Trời ơi, chưa ăn cơm mà nấu cơm hoài gì? Đi vô nấu. Để đen vô đậu, để đen vô, để đen vô. Ê gì? Trời đất ơi, cái gì hả? Ừ không. Dạ. Dạ. Ừ. Đại biểu. Chuyện gì? Hồi sáng á, tôi đưa tiền cho đi chợ, còn dư nhiêu đưa ở đây. Hết cậu. Sao hết? Nhà có nguyên một con gà rồi mà đi chợ hết tiền là sao? Hôm nay nhà có khách mà. Khách nào? Thì con én đó. Én nào? Thì con én lượn á. Én thì nó phải lượn chứ không lẽ én đi bộ. Con én mà hồi xưa đậu mê nó đó. Đậu đi hỏi cưới nó. Khi nó chơi đậu xấu, nó không có chịu. Khi đậu quê quá, đậu quay qua, đậu đi hỏi cưới tôi, cái tôi chịu liền đó. Trời ơi, tôi đi hỏi cưới người ta, người ta chê tôi xấu, người ta không chịu. Tôi quay qua tôi hỏi nó, cái nó hốt tôi liền. Ủa, mà sao tự nhiên con én lên đây làm cái gì? Nó thâm đen. Ê, xạo vừa vừa đó nha. Con én người ta trắng, trẻo, đẹp để làm gì thâm đen? Nó thâm đen thiệt hơn. Thôi đi, ganh tị với con én không à? Con én người ta trắng, trẻo, nó đẹp. Thâm đen là bà, thâm đen là có đậu. Bữa hôm nay bà hết giữ ông rồi sao ông ngu dữ rồi đậu? Trời ơi, trời, bà dám nói tôi ngu hả? Hả? Vậy tôi hỏi ông nè, tôi tên gì? Đen. Vậy con én nó lên đây nó thăm tôi là thăm gì? Thăm đen. Vậy con gì thăm đen nó là cái gì? Cứng họng rồi phải không? Thấy không? Cứng họng rồi. Bà nói chuyện bà không trắng phết rõ ràng làm sao người ta hiểu, làm sao mà anh đợi sợ tên. Ông qua đây. Vậy ông muốn tôi chấm phết phải không? Ờ. Ông coi nha. Ừ. Thăm đen. Đó là chấm nè. Phết nè. Ừ. Thăm đen. Cái nào cũng vậy thôi. Cái nào cũng thăm đen thôi. Cứng họng rồi phải không? Hết cãi rồi phải không? Cái nào cũng là thâm mà đen. Im. Trời ơi, tôi nói rồi rồi. Tôi nói thì bao nhiêu lần rồi. Nói một thì hiểu mười chết. Ăn cái gì mà ngu dữ rồi trời ơi. Trời ơi, ăn cơm. Trời, bạn nghiến răng bằng tôi không hả? Trời ơi, tôi nghiến răng từ nhỏ tới lớn mà giờ cái răng nó cũng ngọn hết trơn. Cái nú cũng bay đi rồi đó hả? Tôi hỏi bà tại sao con én tự nhiên nó lên nó thăm bà? Thì nó nghe đầu quánh tôi quánh nó lên nó thăm chứ làm sao? À, thì ra là đi nói xấu chồng cho con én nghe phải không? Đâu có đâu, đâu có. Bà không nói sao nó biết? Ông có thiệt á, Hoàng út cho em lắm anh ơi, ông có. Bây giờ tôi hỏi lần cuối nghe, có đi nói xấu chồng cho nó nghe không? Không có, em chỉ nói với bà tám kế bên nhà nó thôi, em không có nói với nó thiệt á, thệ. Bà nói với bà tám. Danh hiệu của bà là bà Tám. Bà nói bà có nghĩa là bà nói cho cả làng cả xóm này biết hết rồi. Ủa, ảnh hưởng dữ vậy trời. Không ảnh hưởng à. Vậy để em qua em nói lại với bà nha. Trời ơi, đứng lại. Nói lại với bà. Nhanh quá ha. Bà bước đây. Bước ra. Dạ. Ngon quá ha. Đứng lên. Đứng thì đứng làm gì. Bà chửi tôi đó phải không? Dạ. Không có, không có. Ông có chửi không? Không có em, không có chửi. Em chỉ tâm sự một mình em thôi. Tâm sự ha. Đưa cái cây đây. Đưa không? Không đưa là bẹt bẹt. Cái mặt mình sọc taro rồi đó biết không? Ta khôn hồn á. Quay xuống. Quay. Khoanh tay lại. Không dạ quanh. Nè, bây giờ nha, tôi đếm từ 1 tới 10 nha. Bà phải nghĩ ra cái cách nào để minh oan cho tôi ha. Bà mà không nghĩ ra hả? Bạc 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 bạc. Còn tôi nữa thôi. Ráng nghĩ ra cách nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có rồi, có rồi, có rồi. Có, nói nghe coi. Vậy, con én nó lên. Đậu làm đen, đen làm đậu đi. Đậu làm đen, đen làm đậu. Ừ.
Là sao? Là bình thường đang nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Bây giờ ngược lại, đậu nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Còn bà làm gì? Quánh mày cái làm gì? Trời ơi. Ngon quá, tôi làm hết trơn rồi bà đánh tôi ha. Bà ngon quá. Không có. Làm vậy để cho con én nó thấy đậu tội nghiệp nó thương đậu thêm thôi. À, giống như là nó nghe nói á là tôi đánh đen không à, phải không? Đúng rồi. Mà bữa nay lên thì nó thấy ngược lại, nó thấy đen đánh tôi không? Đúng rồi, bình thường á đậu quýnh đen hoài à, bây giờ á đen quýnh đậu để cho nó thấy tin đồn của bà Tám không phải là sự thật. À. Ê, nhưng mà tôi dặn nha, đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Hồi nãy bà đánh tôi cái tôi trới mới luôn á. Đánh mạnh quá là tôi nổi điên lên á. Đã. Quan trọng là cái nổi điên á, nếu mà đậu nổi điên lên á, cho đen hát một câu thôi. Câu gì? Cho đen một ngày thôi. Đó là đậu xìu xuống và ngất ngay. À, nếu mà tôi giận quá tôi nổi điên lên mà nghe bà hát là cho đen một ngày thôi, là tôi sẽ xìu xuống và ngất luôn. Rồi được rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ, vô đây, đậu. Hả? Đi vô nhà nấu cơm, giặt đồ, rửa chén mau lên. Đây giờ. Ngon quá. Nói hả tao quánh mày bây giờ. Đây. Trời. Ngon quá. Cho đen một ngày thôi. Đây. Mày dính cháu rồi tao ơi. Kỳ này con én nó lên đây, tao sẽ quánh mày ba má chẳng không ra cho mày biết đâu mày. Gió đông ngát hương dập trời chim én liền cây này đây trời xanh mây trắng bay nóng bỏ mẹ này có đứa nào ở trong nhà không hả này ơi có ai ở nhà không cho hỏi thăm tí nào ôi trời cháu sang đây ôi trời ơi con là đậu đấy hả bố con không báo cho cô biết là bố con có con mà sao gớm bây giờ mày lớn thế nhỉ ôi trời bao nhiêu tuổi rồi con cặp mắt này là của bố này mũi này của bố này mồm này của bố này nhưng mà sao tướng bé tẹo con bao nhiêu tuổi mà mặt con năm già thế hả chắc là mày bị rú hát đây này ngày xưa bố mày to con tốt tướng lắm đấy sao bây giờ mày cứ bé tẹo thế này hả con ơi trời ơi thế là bố con à bố con đâu thằng đậu nó xui thế gớm có mỗi đứa con dai mà nó dở người người không ra người khỉ không ra khỉ bây giờ nó đứng cứ như tượng mà không có linh hồn sao con cứ đơ ra thế cô đang hỏi con đấy à chết keo thôi lúc đó chết nãy giờ cô nói keo nó phun ra dữ lắm hả thế chờ cô tí cô giải quyết cái keo này cho chỉ có nước là keo nó không dính cả. Thôi. Trời ơi. Con nào mà con. Én. Ôi. Mày biết cả tên cô nữa à? Không nhận ra anh sao? Tao tát cho mày vỡ mồm. Mày dám gọi anh với ai hả? Bố mày đâu? Đậu nè. Đây là đậu. Đây là đậu. Ôi, đây là đậu. Đây. Không nhận ra anh sao? Đây là đậu. Ừ. Thế đâu là đậy? Trời ơi, em ơi, em có sao? Em. Đậu nè. Anh. Đậu sao mau thế? Mau gì? Ngày xưa anh như Rambo, bây giờ anh rút lại như quả ngô thế hả? Con đen nó nuôi anh vậy đó, nuôi riết bạn teo lại. Anh bước ra kia cho em xem. Trời ơi, người chỉ còn bằng cái bắp đùi ngày xưa là thế nào hả giờ? Đậu. Ê. Phải én không? Phải không? Én thì chứ còn lại. Không dám đâu. Én mà xưa rồi lùng hơn tôi mà sao tự nhiên giờ dài sọc vậy? Thẩm mỹ sao? Đi thẩm mỹ viện. Không dám đâu. Thẩm mỹ sao? Kéo dài sọc ra thấy ghê vậy hả? Ôi gớm.
anh bây giờ nó làm cái gì không được, nó làm ngắn không được, nó làm dài không được, nó muốn kéo dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà kéo chi dài sọc này nè, đâu có ít lợi gì đâu. Khổ. Em, cái tính của em làm cái gì em cứ làm tới nơi tới chốn. Anh thấy không, từ con mắt tới cái mũi đến cái mồm em làm hết. Nhưng mà em thì ngày xưa là em làm vừa vặn thôi. Thì không ngờ bố thiên sứ đó, cái thằng bác sĩ cứ đưa thừa tiền không thối lại, nó cứ làm thêm chứ lị. Nó làm đến độ mà tiền trong túi em xanh, mà nhan sắc em nó như thế này, nó làm bị nổ tay đấy. Trời ơi, làm anh nhận không ra em. Ôi, phải én đây sao? Én đây. Mày tên gì mày? Tên Én. Tao tưởng mày tên con rắn chứ. Trời ơi, mình làm gì mày quấn chồng tao như thanh xà bạch xà. Mày có tin tao quấn mày lòi nọc không? Ngồi dậy. Còn thằng kia, nhìn gì mày? Thấy gái là nhìn đứng bao một bên. Ăn gì chưa? Chưa, từ sáng giờ đói thối cả mồm nha. Đi vô dọn cơm cho Én ăn. Vô nha. Đi. Ngồi chơi. Cảm ơn. Ôi, này Đen, mày ngồi xuống đây bảo này. Chỉ có không bao lâu rồi không gặp được mày, sao bây giờ mày dữ thế hả? Ngày xưa mày hiền lắm cơ mà, sao bây giờ mày dữ thế? Bây giờ mày có uy nhỉ? Tao thấy mày. Đi vô. Ai cho phép mày ra? Dọn cơm mời Én ăn. Tao chưa cho phép mày lấy gì mà dọn cơm. Chừng nào tao cho phép mới được bưng ra. Đi vô. Đi. Tôi lỡ tôi bưng ra rồi thì nó cứ cho tôi để xuống đi. Trời ơi, nó bắt tôi bưng ra bưng vô, nó hành tôi. Được rồi, một lát nha, con Én nó về tao đánh ba má mà nhẫn mày không tha nè. Trời ơi. Đen, sao tao thấy thằng chồng mày nó cứ như là mắt đằng dưới thế hả? Tao đánh riết mà nó bị khùng quá. Sao tao nghe người ta đồn bảo là nó đánh mày như cái mền rách? Đâu có, tao đánh nó thì có chứ nó làm gì đánh tao. Có thế à? Ừ. Sao thiếu tướng nó bây giờ cứ coi như teo héo lại thế? Tao đánh riết mà nó lớn không nổi là vậy đó. Ồ. Coi vậy chứ nó ngu lắm mày ơi. Thế à? Tao đếm từ 1 cho tới 9 nó cũng không ra, tới 10 nó mới ra. Có thế? Ừ, nó chỉ biết số 10. Có thế à? Mày coi tao đếm nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Đâu có ra đâu. Ừ nhỉ. Mày coi tao đếm tới 10 để nó ra nha. 10. Dạ. À, tại sao mày chế 2 nhịp? Tội thế. Chế 2 nhịp là quýnh 2 cái mới có 1 thôi. Dạ. Mới có 1 à? Ừ. Thôi chứ tao một cái nữa. Sao mày chế thế hả? Ôi, đánh rồi mới thấy nó tội. Xin lỗi nhịp. Mời Én ăn cơm. Anh mời hai em dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Cảm ơn. Hai má. Anh mời hai má dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Ừ, để đấy cho má. Sao mà cứ bị chửi má thế này? Mẹ, thằng chồng mày nó làm gì nó lầm bầm thế? Nó chửi mày chứ gì? Ô tiên sư bố, thằng mất dạy. Hả, mày nghĩ mày chửi ai thế? Mày chửi tao là mày chửi lầm người rồi nhá. Mày chưa biết danh bà chửi như thế nào, bây giờ mày dám hỗn láo với bà. Bà đã từng chửi ở cái xóm nhà mình 12 thằng ra mẹ bà chửi một phát, nó nằm lăn đủ ngã ngửa ra ngay. 60 mấy người trong xóm tao chửi, có thằng nào dám chửi lại tao không hả? Bà chửi hết xóm mình, bà sang xóm khác 10 mấy cái xóm ở trong cái huyện này, bà chửi không còn một đứa nào. Xin lỗi nhà mày mẹ, bây giờ tao hết chỗ chửi rồi, tao sang nhà mày tao tìm người tao chửi này. Bây giờ mày nghĩ sao mà mày chửi mà tao. Anh đây, đậu đây. Chào anh. Em chửi quá vậy. Không, xin lỗi anh, em đang tập kịch cho xã anh ạ. Ấy thế mà bây giờ tự dưng máu kịch nó lại lên, chứ không có biết chửi. Từ xưa tới giờ em hiền như mã sơ, trái tim em khô khờ. Hiền như mã sơ hả? Vâng. Vậy mà tưởng đâu ma cây. Em
Bình tĩnh lại chưa? Dạ. Bây giờ ăn nha. Dạ vâng. Món thứ nhất, châu chấu rang muối. Ôi, châu chấu rang muối. Bưng châu chấu mà kỷ niệm nó đập vào trong mặt. Giời ơi, ngày xưa em như châu chấu, sống bên anh như con cào cào. Anh ơi, anh còn nhớ con châu chấu này không? Ngày xưa anh đã từng lội đồng bắt châu chấu cho em. Anh về anh rang muối, anh rang đến độ mà muối nó đóng từng tảng mà anh vẫn ngồi rang. Anh còn nhớ con châu chấu ấy không? Một miếng ruột anh cũng dành cho em. Một, này mày đi chỗ khác mẹ, hai đứa ta tâm sự. Này, rồi một cái càng anh cũng dành cho em. Còn một cái chân anh cũng dành cho em nữa. Nín! Mày có tin tà tao cái gì cho cháu vô mặt mày không mày? Đâu? Mày ăn lời phải không? Tại sao tao kêu mày mua cho cháu cái mà mày đi mua cho cháu được hả? Ôi trời ơi, tao không biết con nào con đực, con nào con cái là tao con mày. Trời ơi anh ơi, sao anh rốt thế? Anh rốt thế là vợ cho anh nó đánh cho anh một ngày thắm cữ là đúng rồi. Cổ quá, con châu chấu cái là con châu chấu nó có trứng, còn con nào không có trứng nó là con đực, hiểu chưa? Ai nói con đực không có trứng? Con đực cũng có trứng. Thế con đực cũng có trứng à? Có, mà ít thôi. Biết chưa? Em hiểu rồi. Em, món thứ hai. Món thứ hai, động vật đồng nội lúc lắc. Lúc lắc hả? À, mày coi nó lúc lắc chỗ nào? Nó nằm im mà nó lúc lắc hả mày? Con này sao mày khó thế? Thế bây giờ nó sống thì nó mới lúc lắc. Còn nó chết rồi thì làm sao nó lúc lắc? Nó chết nó phải nằm im chứ. Chết nó lắc thế nào được? Mày nghe nó nói mà nghe nó nghe nói không? Cho em một ngày. Tao hiểu rồi, mày cho một ngày. Nhưng mà mày phải nhiều dừa thôi chứ. Đậu sắp thành công rồi. Đậu sắp cảm động hả? Đậu nó sáng cố lên. Đậu nó sáng cố lên ngang đậu. Cố lên ngang đậu. Cố lên đậu. Món thứ ba, cơm chiên Dương Châu ăn với nước mắm. Ôi, cơm chiên Dương Châu nước mắm. Em thích quá. Khoan, nuốt hết thì hả nói, ngậm một họng sao nói được trời. Em nhớ gắp miếng to quá. Nước mắm nè, cơm chiên nè, em nhớ không? Anh ơi, thấy bát nước mắm, thấy đĩa cơm chiên, tự dưng kỷ niệm lại về nó đập lại trong mặt em lần. Tại sao thế hả giờ? Bao nhiêu năm trời mà anh vẫn không quên tình yêu của mình qua chén nước mắm này hả Đậu? Bà xuống! Đậu, đây mà nước mắm hả Đậu? Tại sao ta cứ nước mắm đun sôi mới được đem ra? Chưa đun sôi, tanh rồi ai mà ăn? Thì tanh gì vẫn ăn được mà. Ăn đi, nè. Đó. Sau đây xin quý vị xem tường thuật tại chỗ vụ tạt nước mắm tại nhà thằng Đậu. Đậu. Nước mắm đang từ từ chảy xuống mặt nạn. Mũi nạn nhân đang phình to lên, chắc là thối lắm đây. Ôi, lưỡi đã thè ra, chắc là mặn lắm nạn nhân nhỉ. Đang nổi sùng rồi. Ôi, có nghe hai tiếng gì không? Tiếng xì khói lỗ tai từ nạn nhân đấy. Và cuối cùng sẽ là nổi điên. Con quỷ, trời, tao biết mày. Đâu. Cho đem một ngày một lần thôi. Một giờ cũng được nữa mày. Trời ơi, đâu. Cho em một ngày. Mày câm miệng con quỷ. Xin hả? Có một tiếng đồng hồ là tao tơ tả mẹ nó rồi. Mà xin một ngày chắc nó quánh tao cha mẹ nhìn không ra. Hả? Anh Đường. Đường bộ con mày ơi. Trời ơi, mày giả mang đến độ này. Hồi nãy tao vô, tao đẹp như một thiên thần. Hàng xóm của ba nhìn tao quá trời. Giờ tao đi ra chắc chó nó cắn. Thấy tao như
Mày mằng cái gì mà ác dữ vậy? Tao về tao mát tới tới biểu tao lên đây là coi thử tụi bay sống thì sao. Tại tí biết cái tính thằng này nè, mày á là chuyên môn vũ phu lắm, mày ăn hiếp vợ mày dữ lắm hả? Mày ăn mày quánh nó hoài, đồn tới dưới quê tí nóng ruột, tí sợ con dâu của tí có chuyện gì. Còn con này nè, sao đầu óc lớn rồi mà nói không nghe vậy hả? Như con nít à. Mày nghĩ sao gì bay không à? Tao lên đây tao can tụi bay mà lỡ lòng nào mày quánh tao vậy hả thằng đậu? Tại anh giả gái em đâu nhận ra đâu. Tao không giả gái, tao chứng kiến được cái cảnh này hả? Thứ gì đâu không à. Bây giờ tao gì? Tao tơi tả rồi đậu. Tao tơi tả rồi đen. Hồi nãy tao nói tao đi được hai giờ bay chứng kiến cho thả mãn tụi bay nữa. Tao còn có chân rưỡi thôi. Thả mãn hai đứa bay, hai của con ôn dịch. Anh Đường, đừng có mét tía nghe anh Đường. Chết rồi, anh về anh mét tía đó. Tại đậu đó, giờ anh về anh mét tía giờ tính sao đây? Đen. Gì? Đậu nói thiệt nha, bữa nay mới đổi con chút xíu à. Bị Đen đánh vậy, rồi bị Đen đổ nước mắm lên đầu. Đậu chịu không nổi luôn á. Vậy mà mọi ngày đậu cứ làm những cái điều đó với Đen. Chắc Đen buồn lắm hả? Thôi vậy nha, cho đậu xin lỗi đi. Đậu hứa từ đây về sau đậu sẽ không bao giờ đánh Đen nữa. Thiệt hả? Thiệt, không bao giờ đổ nước mắm lên đầu Đen nữa. Nếu mà có chuyện gì á, hai đứa mình nhỏ nhẹ ngồi nói cho nhau nghe ha. Chịu không? Tại đậu không chịu khám phá Đen thôi. Chứ Đen bí hiểm lắm á. Bí hiểm như đỉnh Olympia không? Đúng rồi. Vậy, vậy bữa nay đậu quyết định sẽ thám hiểm đỉnh Olympia. Ê, đứng lại, đứng lại. Đứng lại cho tôi thám hiểm. Thám hiểm hả? Ờ. Không dễ đâu. Ừ. Đứng lại. Hello. Ông đang ở đâu vậy? Ông làm ơn ông gì ở đây gấp giùm tôi đi. Trời, tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy cái ông đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông gì à. Rồi ở nhà tôi á, tôi lăn lộn, tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cài cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích cao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông đi. Tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên. Đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng thì đem qua dằn cho bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận chả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ? Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm nay tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gình gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gình gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rầu tôi xin nửa miếng để ra nửa cục, ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cái bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị.
Không lẽ Vô tâm. Ai cha, à, về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại, mày giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa. Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện, cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà cái chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi, mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế nè, coi kỳ lắm. Đúng rồi, cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó tôi nói thiệt với chị, bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác vỗ vỗ nó lên lại vỗ lên đó. Trời đất ơi, chị mà khổ cực có tuổi rồi còn mày đặt tập như dưỡng sinh mà tập thế này nữa, khó chịu vậy. Hôm bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây nè, cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á, có vợ bé chắc hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu, chồng tôi dở gì mà ổng dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Nó lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng, nó mà lựa, cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à? Có đâu. Đàn ông bây giờ vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. Nha. Thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nghe nhánh ông. Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ ông có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó. Cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng... Ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trườn xuống cái giường. Cái ông lết ra ngoài đường, ông đi đâu có nổ đâu. Ông đi ngang qua nhà bà, ông bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết thấy không? Trời ơi, thấy cái thế ông chống ông đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết ghé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ông chống hai cái tre để ông bảo dưỡng hai cái chân ông nè bà nội. Ông đi phà tới nhà nhỏ đó, ông mới bẻ cái tre ra. Ông giục cái tre lúc đó, ông mới phóng lên giường, ông xài cây củi. Hiểu chưa? Trời ơi, gì là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường. Chứ còn cái gì nữa? Bụi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống như nhau, không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi. Tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đừng gần tôi, bà đừng lây cái khùng người tôi nè bà nãy. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hơn hay chơi công khai nó sướng? Tất lén. Tất nhiên là lén lút nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao? Bà đi ngang cái bà lụm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên, không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở trọng tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng nó rình, tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà.
bởi vậy mà không phải là ở với ai đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa, là hả tôi xé ổng ra, tôi băm 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 làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não hao phải xài bằng cái này, chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô máy chị cán cán cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Đúng không? Dùng não. Trời ơi phải dùng não hả chị? Ừ tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là? Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi vậy? Bà nào cái bà nói là bà trời ơi em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ che đâu, tôi làm cho ổng hai cái nạn ổng chống phà phà luôn, lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Trời ơi bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải bị bả không rồi. À không phải em chứ, không phải bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa, ổng mà về đây á tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh tôi cho gà ăn vịt ăn là tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm bực trời ơi bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra đồ chứ vậy. Trời ơi cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Trời tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không không phải dùng não, dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè, phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè, có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha, ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố? Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hết gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có, hình như chắc, chắc chắn có, chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ, có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức, có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xương sáo luôn. Chết rồi, bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Trời ơi, chị bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả, bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương sáo, đang ngon vậy, tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà anh em có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không bây giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tôi cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được tôi. Rào. Ê nó nghe nè. Hả cái gì nữa vậy? Cho tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm rồi tôi về nha. Trời ơi sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La 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 la. Ông làm gì vậy? Huyết gió. Huyết gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, huyết gió không ra hơi mà cứ phụt 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 mà ra nứu không à.
Rồi, biết rồi. Trời ơi, đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia. Trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Con gì mà kêu thấy ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok rồi đó ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm rồi mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì nó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Thấy không? Tự nhiên nó ăn chả rồi. Bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy, ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu quá, tôi nổi da gà luôn. Vậy sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tôi ăn mặc gì kệ cha tôi. Nhưng có hộp chị màu vậy bà nội? Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là pháo phè. Về tao thắng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi nguyên cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái gì hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm cái gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa, tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Bởi vì bữa nay bả sao á? Về cằn nhằn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Mình nhìn đang... gia đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê? Ê, bận đồ lưng thun mà đeo dây nịt. Không nhầm gì đâu. Ờ, mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở chuồng mà anh còn dám ăn dây nịt mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở chuồng mà đeo dây nịt? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái dây cái này để bà thương hiệu này chi? Thương hiệu gì? Đây nè, làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Biết cái gì chứ, cũng mà đặt nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở đi về nha.
Anh biết gì anh nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói ra tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về ghê quá. Bỏ đây. Anh đừng có xạo ha. Anh thứ sáu ha. Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có gây ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng nó nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào gì được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nha. Ê, không có được. Nói rõ cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, tôi phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải dẫn công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước kia, hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này nó không nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Ta để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài gì? Tập thì tập cái lặng quà tẩu quả nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu. Tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà. Để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Rồi. Ê, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít đi. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bài tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bài tập gì? Tập yoga. Không được có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, có thiền. Tao đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chỉ có thấy mà ông chỉ tập bảy tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên. Bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá. Bận áo ngực chi vậy? Lòi ra lưng ghê quá. Bà không cần cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Không phun mạo ngực cái gì? Biết rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh. Nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà. Mình xử sự trong ôn hòa. Đó. Dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Khốn nạn à.
ai à, ai à, giấc phụ, giấc phụ, giết mày, giết mày, trời ơi, cái này là thấy chưa, chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để tao không vậy, bà coi hiểu mày, lấy vợ ra hả, mày lấy vợ sao lại, trời ơi, ông bảy ơi, ông bảy, ông bảy ơi, ông bảy ơi nè, ông bảy ơi nè, mày đứng lại, đứng lại, đánh không chưa, đánh, đánh không chưa, có nghiệp ơi, có nhiêu tao bảy nhiêu. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, chưa tiên chúng ở đâu. Trời ơi, trời sao, tại sao? Bạn bè có ai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông, mà đợi đâu nào ông lấy vợ người ta? Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lửa đó. À, trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tôi... À, mọi chết. Quỷ ra khỏi nhà tôi. Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi nè. Tôi mà không đuổi nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ghê. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ. Ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có. Tôi hiền lành lắm. Nè tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ờ, ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi! Lá hốt bao nhiêu năm mình đây, còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh bảy tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. À. Trời ơi, xôi cái mặt, trời ơi, cái mặt. Hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục mới vô đội đá banh luôn, đâu có được. Ổng có 8 đứa, giờ thêm 2 thằng trai đất nước. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi. Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau. Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bà cho bú, giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nào có gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Ờ. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì đi chăng nữa? Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao sao giờ? Thì đó. Thế bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay nha. Niệm Phật nha. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó. Rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác. Bởi vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Bây giờ nè, có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói giờ nói chuyện bà làm sao nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp rồi. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Trời ơi, đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà, cái nhà mới lộ mặt chuột. Ông á, cái
thấy nhà mới lòi ra cái mặt heo quá ông á. Trời ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sẽ thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đối với tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Sai. Ông sai. Đánh. Ông sai. Đánh chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện. Có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô. Có bàn có ghế đàng hoàng. Từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết lên đi vậy. Bà bậy bạ ha. Gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm. Để tôi hãy cho. Cái gì vậy? Không, đúng. Tôi phải ly dị với bà. Đúng, ly dị thì ly dị. Nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng. Cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền. Ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu con phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhà vô chia 3 phần ông phần. Còn tôi đứng lại để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả, ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loạn. Hả? Ừ. Ai? Cái ai gì? Nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loạn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loạn? Ai nói? Anh bảy. Bảy hả? Rồi con a cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Mẹ lo. Chơi hai đứa lại. Vô đây. Chị Tám. Dưới cái giò gì? Vô đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó. Bị bệnh hoang tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Rồi lo. Thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói. Tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy? Hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Ừ. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá. Tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, em có gì đâu. Móc. Làm gì em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa móc đó. Điện thoại. Alo, ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả? Gì? Sáu hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha. Rát về cái này thông. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nó không nên lời cái đá hết gì hết trơn. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ, trời ơi. Tôi nó không thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Con hát bài cho mà, ha? Tại gì? À. Nha, gọi là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau, anh bảy chị Tám chơi cười. Thấy chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em trem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Cho trời lộn, trăm năm ông nào ơi. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Đúng không chị? Ủa?
Nãy mới chứ con mở vậy trơn, nó để vô con mở thôi, cái à giờ nó dảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi, không hết hai ca lần siro uống rồi đó mà cho nó vẫn càng ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Trời ơi, sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Cái gì? Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó, là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô, tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chửi đó. Tôi chửi cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đâm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi, tháng rồi, nhiều chuyện. Nhiều chuyện, sàm si.